Xin chào, mình là Doris. Chào mừng bạn đến với series podcast Bình An Giữa Những Ngổn Ngang. Và đây là tập thứ 11, Làm Sao Để Tìm Được Một Nửa. Những tập gần đây, mình nói nhiều về chuyện tình yêu. Mình kể bạn nghe trong tập số 9, chuyện tình cảm khó hơn mình nghĩ. Và trong tập 10, vì sao yêu phải đau. Bạn đã nghe hai tập này chưa? Nếu chưa thì nhớ nghe nha. Đảm bảo là chưa yêu thì cần phải nghe. Mà đã yêu rồi thì đôi khi vẫn cần nghe lại. Có thể bạn thắc mắc vì sao Bình An Như Những Ngổn Ngang mà lại đầy chuyện tình cảm thế này. Vì mình tin một trong những khoảng trống rất lớn trong tấm lòng của tất cả chúng ta là yêu ai, yêu làm sao và làm thế nào để vực dậy sau những tổn thương tình cảm. Chúng ta đều yêu lầm mọi người ạ. May mắn thì chỉ là crush, còn không may thì đó là một mối tình sâu đậm để lại tổn thương trong lòng, tốn của nhau nhiều năm tháng và nhiều kỷ niệm. Ta vội vàng lao ra sống, vội vàng fall in love, té vào tình yêu, vội vàng chia tay, rồi lại yêu tiếp, mà không hay lòng mình dày đặc vết sẹo, dày đặc tổn thương. Vì vậy, đôi khi ta khó cảm nhận được tình yêu sau những lần vấp ngã. Nhưng mình muốn nói với bạn, tìm được tình yêu đích thực sau những lầm lỡ là chuyện có thể. Con người được Thượng Đế dựng nên trong yêu thương và để yêu thương. Hạnh phúc không phải là một món đồ xa xỉ, hạnh phúc là nhu yếu phẩm của cuộc đời. Trong tập này mình sẽ kể bạn nghe làm sao để tìm được một nửa. Bạn đã tìm được một nửa của mình chưa? Đang hạnh phúc hay đang khắc khoải? Có thỏa lòng không? Hay ngậm ngùi? Chuyện tình cảm khó hơn ta nghĩ, vì vậy chẳng có gì là ngại khi phải thừa nhận mình vẫn chưa tìm được người cần tìm hoặc đang không hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại. Nhưng đừng để đó là kết thúc, đừng để đó là the end. Trong câu chuyện của mình, hãy để đó là một hồi cây cứng, một bước chuyển, một cú twist để nhân vật chính trong câu chuyện là bạn đến được cái đích cần đến. Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng con người được sinh ra với hai cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, nhưng chỉ một trái tim. Một lần kia, vì làm các vị thần trên đỉnh Olympus nổi giận, nên các vị thần đã dùng gươm để chẻ đôi con người ra. Thế là họ chỉ còn lại một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, nhưng mà chỉ có một nửa trái tim. Vì vậy, con người khắc khoải cả đời tìm một nửa của mình với hy vọng trái tim sẽ được ghép lại để vẹn toàn như lúc ban đầu. Đây là truyền thuyết, nhưng cũng từ đó người ta thường gọi người mình đang tìm kiếm, người yêu hay vợ hay chồng trong tương lai là một nửa. Truth from fiction, cái nào là thật, cái nào là giả. Sự thật là nếu bạn tìm được một người phù hợp thì họ đúng là một nửa. Không phải vì bạn không phải vì bạn bị ai chặt cho một phát rớt nửa trái tim. Nhưng vì con người sinh ra ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có điểm mù. Khi có ai đó bước vào cuộc đời của ta hoàn toàn trái ngược nhưng lại đủ kiên nhẫn để yêu thương thì bỗng dưng mọi thứ vô lý trở nên hợp lý, điểm yếu được vớt vát và điểm mạnh trở nên ý nghĩa khi ta dùng nó để hỗ trợ người mình yêu. Nhưng chuyện không thật là dẫu có tìm được người đó rồi thì không có nghĩa là bạn được lấp đầy và không còn khắc khoải. Vì thiếu thì lúc nào cũng sẽ thấy thiếu. Khi chưa yêu thì mình nghĩ là mình thiếu người yêu. Khi đã yêu, ta thấy người yêu thiếu dành thời gian cho mình. Khi bước vào gia đình, ta lại than thở thiếu thời gian dành cho bản thân. Bạn thấy không? Có bao giờ là đủ đâu. Con người được sinh ra với cảm giác thiếu thiếu, bạn sẽ cho đó là thiếu một nửa. Nhưng đảm bảo với bạn, đến khi có một nửa, bạn vẫn sẽ thấy thiếu cho xem. Khi nói về một nửa như thế, đó là định mệnh của ta, người dành cho ta từ trước khi biết họ, và bằng mọi giá ta phải tìm được họ, nếu không cả đời sẽ khắc khoải. Thì vô tình tụi mình sẽ vẽ nên những kỳ vọng mơ hồ về chuyện yêu đương, kiểu như một chuyến đi dài ngày đến một nơi xa lạ, bạn tình cờ làm rớt thứ gì đó quan trọng, một người đã quan sát bạn, anh ấy chạy theo để đưa lại bạn thứ đồ bị mất. Hoặc trước đó hai người từng mắc kẹt trong một tình huống trớ trêu rồi lại tình cờ va vào nhau, cả thế giới như dừng lại trong giây phút định mệnh ấy. Rồi sau một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên đến độ vô lý, hai người lạ bỗng dưng được kéo lại gần nhau, cảm thấy thấu hiểu, cảm thấy dường như họ chính là phần bị thiếu, không thể lý giải được, và họ tìm được nhau.
Thế rồi cả hai vượt qua vô số hiểu lầm, sự phản đối của gia đình để được ở bên nhau. Giữa chừng của câu chuyện sẽ là khúc cao trào, hai người dường như muốn bỏ cuộc. Cô ấy lên xe bus để rời khỏi thành phố trong một ngày mưa, hoặc anh ấy ra máy bay để đi công tác đến một nơi thật xa. Và trong khoảnh khắc định mệnh đó, họ nhận ra mình không thể sống thiếu nhau. Họ bỏ lại tất cả, họ chạy theo xe bus, họ tìm thấy nhau ở sân bay. Để rồi hôn nhau say đắm, và thế là hết phim. Bạn thấy có quen không? Đó là tổng hợp của những bộ phim tình cảm siêu kinh điển mình vừa kể bạn nghe. Đúng là khi yêu có rất nhiều chuyện tình cờ xảy ra. Tình cờ đến nỗi ta ngỡ cả vũ trụ đang đứng về phía mình. Và vì phần bắt đầu câu chuyện thường rất hay, nên đến khi gặp những red flag trong mối quan hệ, ta vẫn cứ đinh ninh người này đúng là người dành cho mình. Chỉ cần chờ anh ấy thay đổi, chỉ cần chờ những tín hiệu của vũ trụ, chỉ cần chờ một phép màu nào đó, chúng ta sẽ lại thuộc về nhau và sống cuộc sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Happy ending! Nhưng không phải vậy. Làm thế nào để tìm được một nửa? Đồng ý là câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu đầy lãng mạn, nhưng đừng dựa vào những chi tiết đó để khẳng định mối quan hệ này dành cho bạn, và bạn phải đeo đuổi cho đến cuối cùng. Đừng mắc sai lầm giống mình. Mình quen người bạn trai đầu tiên trong một chuyến đi công tác xã hội ở xa. Vì không biết lái xe nên các bạn trong đoàn sắp xếp ngẫu nhiên cho mình với một anh tài xế mặt ngầu khó tính, khó gần. Đợt đó mình mới từ Mỹ về nên không quen ai. Vậy mà dọc đường đi, tụi mình đã nói chuyện huyên thuyên đủ thứ trên đời. Mình nhận ra anh chàng lạnh lùng này không đáng sợ như mình nghĩ. Anh ấy hài hước, vui vẻ, biết nhiều về xe cộ và khá tử tế. Rồi chuyện này nối tiếp chuyện khác. Những chuyến đi xa, những làng quê mộc mạc. Một cô nàng ngớ ngẩn không biết gì về cuộc sống thôn quê. Và một anh chàng đã đi rất nhiều, từng trải và có thể kể về tất tần tật, mọi cung đường, mọi loại cây cối. Thế là yêu. Trong tập trước mình cũng kể bạn, quen 3 năm. Mình cứng đầu bỏ qua tất cả mọi lời khuyên. Chúng ta vô thức học về tình yêu qua những phim ảnh, mà không biết rằng chuyện tình cảm cần những nguyên tắc rõ ràng, như chuyện chọn một chiếc xe, xây một căn nhà hay kiếm một công việc phù hợp. Chúng ta nghĩ lãng mạn là đủ, nhưng thật ra lãng mạn chỉ là quả cherry đặt trên đỉnh một ly kem. Lãng mạn mang tính trang trí nhưng không thể thay thế được chất lượng của mối quan hệ. Và khi đã quen nhau lâu quá, ta không hẳn yêu như ban đầu, nhưng ta sợ cảm giác trống trải, sợ điện thoại không có ai nhắn tin, sợ không biết đi chơi với ai, sợ lạc quẻ trong những buổi gặp gỡ cùng cả đám bạn. Nói tóm lại, ta sợ cô đơn. Bây giờ nhìn lại, mình thấy thật buồn cười. Cái đứa ngốc nghếch ngờ nghịch không nghe lời đó. Nhưng lúc đó, nỗi sợ rất thật. Cuối cùng mình cũng quyết định chia tay. Mình nghĩ đã mắc kẹt lâu như vậy, chắc chẳng còn nhiều cơ hội để gặp một người khác, yêu một người và đến được cái đích trọn vẹn. Mình nhớ tối đó đang đọc Kinh Thánh, thì mình đọc đến câu chuyện người con trai hoang đàn. Có lẽ bạn cũng biết câu chuyện này. Chuyện kể về cậu con trai lấy hết tài sản của cha, đi xa phung phí. Đến khi không còn gì, cậu ấy phải làm thuê và chăn heo cho người bản xứ. Cùng cực của cái đói, cùng cực của việc bị khinh dễ, cậu con trai tỉnh ngộ và tự nhủ sẽ về nhà, sẽ xin lỗi cha mình và xin được làm thuê cho cha. Khi đi là công tử nhà giàu, khi về là chàng chăn heo tơi tả, áo quần dơ giấy, người ngợm, chỉ còn da bọc xương. Vậy mà cha cậu ấy nhìn thấy từ xa, vội vàng chạy đến, ôm con vào lòng. Có lẽ bạn đã từng nghe câu chuyện này, đã từng quen thuộc với các chi tiết. Chuyện được ghi lại trong Phúc Âm Luca, đoạn 15, từ câu 11 tới câu 32, và bạn có thể dở ra để đọc lại. Mình cũng quen, mình đã đọc câu chuyện này vài chục lần rồi. Nhưng những dòng tiếp theo trong câu chuyện dường như nhảy khỏi trang giấy lúc mình đọc, và mình có cảm giác như chưa khi nào nhìn thấy chúng vậy. Lúc đứa con trở về, ông ôm con vào lòng và nói với những người giúp việc: "Hãy lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân." Bạn có thấy gì không? Mình đọc lại nha. "Hãy lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân." Người cha không nói: "Em ấy đứa, kiếm cái áo cũ mặc cho nó, cái đồ hư hỏng, cái đồ sai lầm. Bây giờ con trở về mà cha tha lỗi là may rồi, đừng có đòi hỏi gì đồ đẹp." "Không," ông ấy nói, "hãy lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, vì con ta đã quay trở về rồi." Lúc trở lại với Chúa sau khi tan nát, sau khi sai lầm, sau khi mắc kẹt trong mối quan hệ tồi tệ, mình dường như nói với Chúa: "Thôi thì Chúa tha thứ cho con là được rồi, con nghĩ Chúa không cần ban cho con thứ gì cũng được. Hoặc nếu có, chắc chắn là hạn khuyến khích, vì con đâu có xứng đáng để có điều gì tốt đẹp."
Vậy mà tối đó khi đọc Kinh Thánh, mình dường như nghe Chúa phán với mình: hãy lấy áo tốt nhất, mặc cho con ta, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Nghe thật vô lý, con tưởng Chúa nổi giận với con tưởng Chúa lạnh lùng quay lưng lại, con tưởng Ngài phát cho con chiếc áo cũ cùng cây chổi, bảo rằng vào góc kia quét nhà cho đến khi nào chuộc hết lỗi thì thôi. Vậy mà không phải, Chúa đón con bằng vòng tay của người cha, và Ngài thì thầm vào tai con: hãy lấy áo tốt nhất, mặc cho con ta. Chặng đường phục hồi của mình không ngắn, nhưng cũng kể từ giây phút đó, mình biết có hy vọng cho tan vỡ và có hạnh phúc, kể cả cho những người đã thất bại trong chuyện tình cảm. Hey, mình biết có ai đó đang nghe podcast này. Bạn đã hoặc đang mắc kẹt, đang tan vỡ và tự thấy mình thất bại. Câu chuyện của mỗi người mỗi khác, có thể bạn từng ly dị, có thể bạn từng là người thứ ba, có thể bạn mắc rất nhiều sai lầm, gãy đổ và đang đau khổ. Hãy trở về với Chúa, Ngài không nhìn bạn giận dữ, Ngài không giày vò bạn vì sai lầm. Chúa là người cha đứng chờ con mình từ ngày này sang ngày khác, để rồi nhận ra chiếc bóng thất thểu của con mình nơi chân trời, với chiếc áo rách, với lòng tan vỡ, với mùi hôi thối nhơ nhớp của tội lỗi. Vậy mà Ngài không từ chối, không quay lưng đi, Chúa chạy đến, ôm con vào lòng. Chúa phán: hãy lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, vì con ta tưởng mất mà còn, tưởng chết mà nay được sống. Podcast của tuần này mang tên: làm sao để tìm được một nửa? Để tìm được một nửa, trước hết bạn cần tìm được Chúa, đấng giận nên bạn, đấng yêu thương bạn, đấng tha thứ cho những sai lầm, đấng có thể gội rửa trái tim của bạn và phục hồi cuộc đời bạn. Đó là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất. Kinh Thánh chép: vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Thi Thiên 107 câu 9. Lòng ta khao khát yêu thương, Chúa làm cho lòng thỏa thích. Hồn ta bị đói vì sai lầm, tổn thương, vì bị bỏ mặc, bị phản bội. Ngài đến để chữa lành và ban cho lòng có điều tốt lành, không chỉ có đủ mà còn có hơn. Trong Chúa, bạn tìm được câu trả lời. Ta không sinh ra với nửa trái tim đâu mọi người ạ. Ta sinh ra với một trái tim trọn, nhưng không vẹn. Trái tim đó bị vấy bẩn bởi tội lỗi, bị tan nát bởi sai lầm, bị cầm giữ trong sợ hãi. Đó là khoảng trống ta cứ khắc khoải mãi, và chỉ đấng đã dựng nên ta mới có thể lấp đầy được nơi đó. Hẹn gặp bạn tập sau, cũng là tập cuối của phần 1 trong series podcast Bình An Như Những Ngổ Ngang. Và trong tập cuối, mình sẽ trả lời bạn những gì mà những phần vừa rồi vẫn chưa nói kịp. Bạn đang nghe series podcast Bình An Như Những Ngổ Ngang. Đây là tập thứ 11, làm sao để tìm được một nửa. Thiện thể, mình có cả sách, bạn có thể tìm thấy ở link bên dưới. Mình là Doris và hẹn gặp bạn trong tập tiếp theo, được phát sóng vào thứ 6. Bye!